cây cũ xem nó đang ở chỗ nào. Cây mà ngày xưa một xó vườn này thì có một bác đi sở hữu. Bây giờ tôi đi tìm cây cái đã, xong tôi sẽ ăn đấy, xong rồi tôi sẽ quay chi tiết, tôi đi tìm quay cây đấy cái đã. Tôi xem trên này tôi biết nó ở đây rồi, đây nó đây rồi, nhận ra nó đây rồi, cả cây cả bể nha các bác nhé. Đấy, về cây này thì cái bể của nó là ngày xưa nó ở trên cái cây Nam Điền con mà của tôi thay ra, thì còn cái cây này ở trên thùng xốp, bây giờ nó sang đây rồi, giá trị nó lên rất là nhiều, thậm chí là cực kỳ nhiều. Đấy. Giá thì không nói đến, nhưng mà các bác để nhìn thấy rằng là mình cũng đã từng sở hữu những cái tác phẩm nó rất xô má. Bề đây thì không có rác, bề đây thì không có hàng rác, hàng chợ các bác ạ. Đấy, tôi vừa quay ở khu vực bên trong trong nhà, bây giờ tôi ra ngoài sảnh, ngoài khu vực vườn rất là rộng. Đấy, cây này các bác nhìn lại chắc không nhớ đâu, nhưng mà tôi sẽ nói lại về nó một chút là như vậy. Mà trước nó trên thùng xốp. Nó đang đẹp lên, cách đây mấy tháng rồi vẫn trên thùng xốp. Cách đây mấy tháng thì tôi mới tuột cái cây này khỏi tay. Nó lên đấy nó còn mới, chứ nó một thời gian nữa thì thôi rồi đấy các bạn. Tiếc chứ, nhưng mà nó là cái vui, vì ở tay mình thì nó chẳng được đi chơi đâu, tôi chẳng bao giờ đi chơi. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu quay lại từ đầu đi. Cây đấy tìm thấy rồi, khu trên sân thượng kìa, đấy còn nhiều lắm. Vừa nãy tôi quay ở ngoài sạch đây, bây giờ đi chi tiết từng cây một từ bên ngoài vào cho nó rõ. Đây là một cây đầu tiên là cây vú bò quả màu đỏ, tôi gọi là cây vú bò nhất hay gì đấy, đại loại nó thuộc họ là vú bò, quả đỏ. Nó khá là hay đấy các bạn, rất hợp bonsai, lá nó tròn tròn nhỏ nhỏ này thôi. Tất nhiên nó không quá nhỏ nhưng lá nó cũng đẹp và quả nó rất là đẹp. Hôm ở Ninh Hiệp tôi có thấy một cái cây thì hỏi nó cũng khá căng tiền thì không lấy được, nhưng mà nó cũng là một cây đẹp, cũng dòng vú bò. Đây, cây này quay về xem mới kỹ được các bạn. Trong một cái rừng mà rất nhiều cây đẹp như này, mình đi lướt qua mình sẽ đi về, mình không nhớ lại, mình muốn nhớ lại cây đấy như nào mình không nhớ được, quay để chia sẻ các bạn luôn. Tất nhiên các bác phải, nếu mà thích thì phải đến tận nơi xem thì mới rõ được, trên ống kính nó không hết được cái chiều sâu được các bạn. Và nhiều khi tôi cảm xúc nó mạnh thì cứ góc quay nó cứ bị rung thay đổi liên tục, các bác không theo dõi kịp thì cũng thông cảm. Cây này đi khá hay. Phần nhé, già nổ nốt về. Mai chiếu thủy đấy, vậy rất nhiều ngược, anh Hậu đang bắt tay.
Cây này cũng khá là hay, rất hay nhưng mà khá, mình không có cơ hội mà sở hữu. Rất bệt, đầm, đầm. Đấy, quay được như này xong về lại sùng sục, sẽ sang đấy các bạn. Vì thấy những cái cây nào nó cũng ní, nó mê mẩn, không chịu được. Sùng sục sang ngay đấy. Tất nhiên mua được hay không thì không nói. Ở đây để có giá hết đấy. Một số cây thì chủ bảo không bán, nhưng mà đa số là có thể ra đi. Nhưng mà tiền thì phải chuẩn bị khá là đông tiền này các bạn. Đó. Messi khá hay. Nói khá thì hơi đuối, mà phải là rất đẹp. Ra lên anh nghe lên trên mái xem cho anh. Trên mái phôi của anh ấy, anh hôm qua anh xem rồi. À. Cây này chẳng qua là nó để ở đây, chẳng qua là nó mới lên cái chậu này. Bao giờ nó mịn như ăn đất như con người kia thì bày sang kia. Cái chậu cũ thì nó mịn ra tí. Bởi vì nó mới cho đây mấy sang được mấy tháng mà. Nó cũ hoàn chỉnh này. Đấy cũng cứ cục không có sẹo mấy. Này sẽ đùi vợ cái cục này sẽ được mày. Sờ rát hết cả tay. Cái món đấy phải mát đấy, sờ lạnh lạnh. Đúng rồi, con đấy. Đây, đang nói với cái tình yêu cũ này. Cái này nó lên giá trị kinh khủng luôn các bạn, cùng lên là mấy trăm triệu luôn. Mấy trăm triệu. Mà mình nuôi thì bao giờ cho nó được đi chơi. Người ta nuôi thì người ta cho nó đi chơi. Phong cách của Hoàng Lê Minh cái cây kia. Cây bay bay tí tôi lại được quay. Rồi phố bây giờ hay chơi kiểu đấy. Bonsai mini phố. Thì tôi ra thì quay cây đấy chứ không phải cây này đâu các bác nhé. Đấy. Còn rất là nhiều trong này nữa, nhưng mà đi mát máy các bác. Đây, một cây mà ngày xưa tôi cũng biết. Ngày xưa bên mình Dũng này cô Bắc, thì bây giờ thì nó là qua mấy chủ rồi. Thậm chí anh Dũng trước cũng mua lại của ai đó thì tôi cũng không biết. Không sao anh Dũng thấy. Cây rất là đẹp. Cây này thì ổn định đất cát rồi. Đẹp. Đẹp. Phải nói là đẹp. Nhún, chùn nhún. Cao độ 30 phân. Đó. Trước khi sang thì anh mới đục cái chỗ này. Mới đục cái chỗ. Chỗ này. Đấy. PC của Quốc Tuấn Trần.
Đây các bác, một cây xanh nữa. Nó bị ngược sáng, xin phép quay sang kia. Ánh mặt trời nó chiếu thẳng vào đây. Đây, cây phong cách Hoàng Lê Minh này. Những cây này mà để lá thì đúng là các bác không nhìn thấy gì đâu. Đi lọc lá ra thì mới thấy được. Nó cũng là một cái nét chơi mới. Nhiều khi các bác nhìn thấy hay nhiều bác thì cũng có những tiếng trái chiều là nó lồm nhồm. Nó lồm nhồm vào lấy răm. Lấy răm rất là nhanh. Và phải tỉa lá thì mới nhìn được. Chứ mà để lá cái này thì um tùm lắm. Nó bị ngược sáng, xin phép đi sang kia. Đấy, sáng hơn rồi. Toàn thảm đỏ rồi các bạn. Gấu. Đấy, đây cái phong cách đấy đây. Thì tùy mỗi người cảm nhận thôi. Nhưng mà các bác nhìn hình dung là biết là để lá thì cũng các bác không nhìn thấy gì cả. Mỗi phong cách nó có một cái đặc điểm riêng của nó. Cái cây xanh vừa nãy bị ngược sáng này, vừa cái cột nó không vào được. Cái tùng rất là đẹp, cái tùng rất đẹp các bác nhá. Nhớ đến địa chỉ, đến thứ sáu này là kết thúc rồi. Đến thứ sáu này là kết thúc rồi. Đến thứ sáu nó rất nhiều cây rất đẳng cấp, cho nên đến tận nơi các bác nhá. Cây này mà tỉa răm đi thì đẹp, nhưng mà bác ấy đang để lá. Đang để lá. Đến thì không mang đông đông tiền đi các bác, hoặc là ok chuyển khoản gì đấy. Đấy, thêm vào sữa. Ok, giờ để tôi sang khu vực bên trong này.